Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để tạo thuận lợi cho người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nên nghiên cứu áp dụng thông tuyến bảo hiểm y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh với bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh và cần điều trị chuyên sâu. Theo đề nghị, việc thông tuyến bảo hiểm y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh gồm các trường hợp ung thư, tâm thần, bệnh máu, bệnh cần sử dụng kỹ thuật can thiệp và điều trị, lao kháng thuốc, HIV, cơ sở tuyến y tế cơ bản, tuyến huyện không điều trị được. Khi đó sẽ giao Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành căn cứ danh mục bệnh được thông tuyến khám chữa bệnh của Bộ Y tế, khả năng cung ứng dịch vụ của các địa phương quy định bệnh, tình trạng bệnh được thông tuyến, không cần giấy chuyển tuyến khi khám chữa bệnh.